Các bạn, ngày mình lại thấy mấy con chim mình rất hay. Vậy là review nó một chút cho các bạn xem. Chim nó hay à, chim rất hay, mình rất thích quý con chim này. Đấy. À, chim rất đẹp các bạn. Đấy, rất hay các bạn nhé. Đấy, nó đang ăn, mình cho ăn chủ yếu là lúa các bạn. Mình rất thích. Đấy, cắn nhau. Rất đáng yêu các bạn nhá. Đấy, đáng yêu cơ. Đấy rồi. Đấy, mình lấy thêm chút lúa cho nó ăn. Đây 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 đi đi con nào kéo được thì ăn. Một hạt lúa cho nó kéo nhau. Đây ăn đi. Đây hạt lúa đây. Rất là hay, rất bá đạo. Ý ý ý ý. Đây 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 ăn đi. Đây chú chim này. Đây, hai con chấn nhau đây. Thấy các bạn. Chim rất hay các bạn. Đẹp các bạn. Đây 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 đây. Đây đây chim ơi, đây đây đây, đây các bạn này, chú chim, đây 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 chim ơi. Vui không các bạn?
Vui không các bạn? Tuyệt vời. Cứ làm như thế này thì nó hay quen người các bạn. Đấy, mà mình nuôi, mình nuôi ở đây là nuôi nuôi những, nó sinh sản đấy các bạn nhá. Đấy, đợt này nó đẻ trứng nhưng mà mùa đông lạnh quá nên là dẫn ra là nó không không ấy được các bạn, nó không ấp được, nó hư. Đấy, các bạn. Đây đây đây. Đây. Rất hay bạn. Đấy, đó. Tuyệt vời các bạn nhé. Đẹp chưa? Đẹp các bạn. Tuyệt vời. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn các bạn video sau. Khi nào đĩa trứng mình sẽ quay tiếp.